Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm video makeup lúc Noel. Và nếu như mà mọi người cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, share và subscribe cho mình nha. Và bây giờ cùng xem thôi. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ sử dụng toner để cấp ẩm cho da. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng kem chống nắng. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng kem chống nắng của Anissa. Và loại này là dành cho da nhạy cảm. Thì mình đã mua cái loại này và mình đã sử dụng sắp hết rồi. Cái loại này mọi người dùng để làm cái base, để đánh nền nó rất cực kỳ tốt luôn. Sau một thời gian sử dụng cái loại này, mình thấy là nó còn có khả năng làm đều cái màu da mọi người lại nữa. Nó hơi hơi có màu, nó không phải là kem nền hay là kem lót đẹp, mọi người thấy không? Lúc mà mình tán ra thì cái quần thăm này nhá, nó mất hẳn so với lại cái bên này, nó làm đều về màu da mọi người hơn và nó không trắng nữa. Và da mình là da một cực kỳ nhạy cảm lắm, mình xài lại này rất tốt nên mình recommend mọi người nên sử dụng lại này hàng ngày nhé. Tiếp theo mình sẽ che khuyết điểm bằng Pony Effect. Tiếp theo là đến lớp nền, thì hôm nay mình sẽ sử dụng Cushion của Pony Effect. Loại này là Everlasting Cushion Foundation. Thường thường là mấy cái cushion này nó rất là trắng á, cho nên là mình sẽ chia đều các phần trên mặt, mình sẽ không đánh hết một cục để tránh tình trạng cái mặt nó bị trắng quá. Đây là cái makeup lúc này nó cần phải da trắng thiệt, trắng thì nó lên lít, nó sáng sủa nhẹ. Nếu mà mọi người tự makeup ở nhà thì mọi người có thể sử dụng kem nền hoặc là những cái cushion hợp màu da với mọi người thôi, không nhất thiết là phải giống mình. Nhưng mình là mình còn phải ẩn xuống đổ không? Tiếp theo là đến phấn phủ, thì hôm nay mình sẽ sử dụng phấn phủ của The Face Shop. Loại này có tên là Flapping Powder Beam. Thì loại này nó là một cái loại có nhũ, cho nên nhưng mà nó rất nhẹ cho nên là mọi người có thể phủ lên toàn bộ mặt. Nó giúp cho mọi người có một cái làn da căng bóng. Do hôm nay mình xài cái cushion đó, nó là loại cushion matte nên là mặt mình nó sẽ hơi bằng. Sử dụng cái loại phấn phủ này cho nó highlight nhẹ nhàng những cái chỗ mình cần thiết lên, còn thơm luôn mọi người. Cái này xài cực kỳ êm và có rất thích. Mình sẽ bắt hơi kỹ ở hai bên mắt để tí nữa mình đánh mắt nha, và hai bên cái mũi, tại vì mình rất là dễ bị đổ dầu. Một chữ T nữa nè. Tiếp theo là đến chân mày, thì hôm nay mình sẽ sử dụng bảng màu vẽ chân mày của The Face Shop có tên là Eyebrow Matter Eyebrow Kit.
tiếp theo là đến mắt thì hôm nay mình sẽ sử dụng bảng màu mắt của Colourpop. Cái này có tên là Jetly. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng màu Spotlight. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu Spotlight để đánh hết cả bầu mắt nha. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng màu nâu này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu nhũ này. Tiếp theo là đến contour. Rồi tiếp theo là đến má hồng. Hôm nay mình sẽ sử dụng má hồng màu cháy nắng. Nó sẽ không quá hồng đâu nha mọi người. Nó sẽ không quá hiện rõ mà nó chỉ là ửng ửng cam lên thôi. Rất hợp với lại các bạn mà make up nam mẹ đi ra được. Đó, xuất sắc chưa? Hôm nay mình làm má cháy qua mũi luôn nha. Thử xem là nó có ra được cái concept mà trong cái mũi cháy cháy không. Ví dụ mà bữa mình đã lựa cái loại cái màu nó đậm hơn, mình cứ sợ là mua về đó nó sẽ bị lố mọi người, cho nên là không dám lấy cái màu đậm, lấy cái màu nhạt thôi, lấy cái màu nhạt mà thì nó bị an toàn quá. Này đánh sướng lắm luôn nha, cái mùi nó siêu thơm luôn, đó nó đậm ửng hồng nè, kinh quá. Rồi tiếp theo là tới son, ta da. Thì hôm nay bản limit, phiên bản limit của Starlight đã vừa ra mắt và mình đã liền mua để về để qua clip Noel cho mọi người cùng xem. Tuy là nó chỉ là một cái màu cũ thôi nhưng mà cái màu hộp của nó đã được thay đổi rất là đẹp, rất là đáng yêu luôn mọi người. Nó được
bỏ ngoài một cái lớp kim tuyến màu vàng. Đây vậy thì mình sẽ rút nó ra nha. Sáng chưa? Cho mọi người xem nha. Cool ơi là cool luôn á. Rồi, và màu hôm nay mình mua là màu lipstick. Nó có vẻ hơi đậm, nhưng mà nó lại rất là hợp với lại cái theme Noel ngày hôm nay.